Chào toàn thể các anh chị em nhá. Đây là mướp đắng ở vườn nhà em đấy ạ. Nhà em trồng được nhiều nên là không ăn hết ấy. Thường thì em hay phơi khô để dành cất đi dùng quanh năm. Hôm nay em sẽ quay cái cách mà em phơi mướp đắng cho mọi người xem nhá. Tất cả cái rẫy này đều là mướp đắng hết. Cái quả màu trắng này ấy, so với cái quả màu xanh này ấy, thì thường lúc mà khô ấy, cái quả màu xanh này nó lên màu xanh đẹp này. Cái quả màu trắng này nhìn nó hay bị nâu nâu, nhìn nó không đẹp màu. Mướp trồng trong vườn nhà mình nên là rửa rất là đơn giản, vì không có thuốc sâu nên là mình chỉ cần rửa qua một cái là xong. Sau đó thì mọi người dựng thẳng đứng lên để cho cái nước nó đi theo cái rãnh này chảy xuống cho nhanh khô, để còn thái được, để còn cắt được. Chứ nếu mà mình để ngang như này, nước nó đọng trong mấy cái rãnh này nó lâu khô. Mọi người thường phơi mướp đắng trên những cái khay bằng nhựa, hoặc là khay kim loại, hoặc là các cái nong nia, cái sàng, cái mẹt, hoặc thậm chí là cái miếng bạt như thế này. Thế nhưng mà theo em ấy, thì mọi người nên dùng cái khay bằng kim loại. Cái khay bằng kim loại, mà đặc biệt là dùng cái khay trong cái lò nướng của mình ấy, cái khay kim loại đấy nó có cái khả năng truyền nhiệt rất là tốt. Cho nên là khi mà gặp ánh nắng mặt trời ấy, nó nóng lên rất là nhanh và nóng hơn cái khay bằng nhựa này. Chính vì thế mà nó giúp cho cái mướp đắng của mình ấy nó khô rất là nhanh. Mà nếu như cái mướp đắng của mình nó khô nhanh được trong thời gian ngắn ấy, thì cái màu xanh của nó rất là đẹp. Lúc mà cắt ấy, thì các anh chị cố gắng cắt cho thật là đều tay vào. Vì nếu mà cắt không đều ấy, là lúc nó khô, nó cũng không khô đều nhau, nó sẽ bị miếng khô rồi, miếng chưa khô hẳn. Thế và cắt thì đừng cắt mỏng quá, vì cắt mỏng quá ấy, cái lúc mà mình thu gom cho vào túi để cất đi ấy, nó hay bị gãy nát lắm. Nên là mình cắt khoảng không đến 1 cm, nhưng mà cũng đừng mỏng quá, cắt khoảng nửa cm hoặc là như thế này này. Thì có hai cách. Nếu mà có nhiều khay rồi ấy, thì các anh chị cứ giải ra. Nhưng nếu trong trường hợp mà có ít khay quá, mà các anh chị không đủ khay để nếu mà dàn ra như thế này, nó tốn diện tích nhiều quá ấy, thì em hay lấy cái que xiên thịt ấy, xong là xiên vào như ở trong hình đây này. Cái trong hình đấy là năm ngoái em phơi nhiều quá, xong không đủ khay nên là em phải xiên vào cái que xiên thịt. Đấy, như thế này ấy. Thì với cái nắng như ở Úc thì chỉ hai nắng là khô cong, đẹp lung linh. Nếu không muốn bị ruồi nó đậu vào mướp đắng ấy, thì các anh chị có thể mua cái lưới 3 tầng như thế này nhá. Đây này, cái lưới này nó có 3 tầng. Cái lúc mà mình không dùng ấy thì nó gập vào như này, nó rất là gọn và mỏng thôi, nó không vướng víu gì đâu. Lúc nào mà dùng ấy thì mới treo nó lên thì nó xòe ra như này. Nó có cửa để kéo khóa này. Đấy, mọi người sẽ cho mướp đắng vào đây. Có 3 tầng, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Nên là cũng xếp được khá là nhiều. Sau đó thì đóng cửa và kéo cái khóa lại. Như thế thì ruồi sẽ không làm gì được hết. Đấy. Sau 2 ngày nắng to thì hôm nay mướp đắng đã khô hết rồi. Các anh chị nhìn cái màu xanh này. Vì là hái xong mình cắt xong rồi phơi luôn ý, nó còn tươi nên lúc khô rồi ấy. Anh chị nhìn thấy cái màu xanh đẹp không? Nó không bị vàng ố hay là nâu nâu gì hết. Như thế này là có thể pha uống được rồi. Tuy nhiên để cho nó thơm ngon hơn ấy, thì các anh chị nên cho lên chảo, xong rồi xào qua một tí, hoặc là cho vào lò. Thực ra thì nó đã khô lắm rồi, nhưng mà cái bước cho vào chảo xào hoặc là cho vào lò để sấy khô này ấy, nó chỉ là để cho lúc mình pha nước uống thì nó thơm ngon hơn thôi. Cho nên là không cần phải để lâu. Các anh chị chỉ cần để ở 80 độ C trong vòng, để chế độ lửa là quạt gió ấy. Đây này, cái hình cái quạt này này, đừng để lửa trên lửa dưới như nướng thịt nhá.
trong vòng khoảng 30 phút hoặc một tiếng là được rồi. Nếu mà các anh chị không muốn chọn phơi nắng bởi vì sợ bị ruồi nó đậu vào ấy, các anh chị chọn sấy thì các anh chị cũng để y như thế này, cũng để chế độ quạt gió này, nhiệt độ 80 độ C, nhưng mà trong thời gian là một ngày 8 đến 10 tiếng. Nhưng mà nhớ là lúc mà mình đóng cái cửa lò vào ấy thì các anh chị chèn một cái dĩa vào cái cửa lò này này, như thế này này, chứ đừng đóng kín hẳn, để cho cái hơi của cái mướp đắng tươi ấy, nó bốc lên nhanh được thì nó sẽ nhanh khô. Vậy là một mẻ mướp đắng phơi khô đã được hoàn tất. Bây giờ công việc còn lại chỉ là cho vào túi hoặc là cho vào lọ như thế này, cất đi dùng dần quanh năm được. Thế và mướp đắng thì có rất nhiều tác dụng, nhưng mà những chị em mà bị huyết áp thấp với lại có bầu hoặc cho con bú thì đừng có dùng nhiều nhá. Nó chỉ tốt cho những người muốn giảm cân và những người bị mỡ máu hoặc là có bị huyết áp cao thôi.